Xin kính chào quý vị và các bạn. Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam VNSAT được đánh giá là dự án ODA trong nông nghiệp lớn nhất tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Với mục tiêu đề ra là có 200.000 ha sản xuất lúa với 140.000 hộ nông dân được đào tạo, tập huấn, áp dụng công nghệ tiên tiến, lợi nhuận của nông dân trên mỗi ha có thể tăng 30%. Tổng giá trị tăng thêm cho toàn vùng khoảng 40 đến 60 triệu đô la Mỹ một năm. Đến nay, qua hơn 5 năm triển khai, dự án đã mang lại những gam màu sáng cho sản xuất nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long, góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiện đại, chất lượng và hiệu quả. Hợp tác xã Nông nghiệp Thạnh Hòa, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang là một trong những hợp tác xã được dự án VNSAT lựa chọn đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất. Với 1,3 km đường bê tông hóa giao thông nội đồng, phục vụ lưu thông vận chuyển lúa và thiết bị cơ giới, một bờ kè chống sạt lở bờ sông, 4 đập bơm phục vụ cho việc bơm tưới ruộng đồng, được đầu tư từ dự án. Nhờ đó, 138 xã viên của hợp tác xã có điều kiện phát triển mạnh quy mô sản xuất lúa lên 310 ha. Xã có 6 cái dịch vụ. Cái thứ nhất là cái bơm tát tưới tiêu. Cái thứ hai là cái sản xuất kinh doanh giống. Cái thứ ba là cái quỹ hỗ trợ thành viên. Cái thứ tư là cái lò sấy với kho trữ lúa. Thứ năm là cái trước đây cũng có cái máy gặt đập liên hợp của dự án đầu tư đó, nhưng mà mới nghỉ 2-3 năm nay. Rồi thêm cái dịch vụ nữa là vận chuyển. Tham gia cái dự án thì được thứ nhất là cái về cái tập huấn, hỗ trợ tập huấn về kỹ thuật canh tác cho bà con. Cái thứ hai nữa là hỗ trợ về cơ sở vật chất. Tại Hậu Giang, Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Lộc với khoảng 154 thành viên thành lập từ năm 2015, sau khi được dự án VNSAT đầu tư xây dựng một nhà kho và một lò sấy với diện tích 3.000 m2, tổng vốn đầu tư 1,3 tỷ đồng, đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc sản xuất, thu mua và tạm trữ lúa gạo. Nói chung hợp tác xã tôi là làm dịch vụ, ví dụ như máy cắt liên hợp, rồi máy sới, rồi mua lúa hàng hóa, về bao tiêu, đưa giống, thu gom lại cho làm viên hợp tác xã và liên kết với các tổ hợp tác và hợp tác xã bạn. Từ ngày mà mình có nhà kho lò sấy, thí dụ như lúa lên thì mình bán, lúa có giá mình bán, còn nếu như lúa không có giá thì mình tạm trữ. Nó do nơi bà con cũng phấn khởi là từ cái chỗ đó. Cái kết quả thực hiện đến tháng 11 này của năm 2021 thì cái số lượng mà nông dân được hưởng lợi, tỷ lệ đạt so với mục tiêu á, thì tỉnh Hậu Giang đã đạt được là trên 125%. Còn về cái số tổ chức hạ tầng là ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ, hỗ trợ cho các hợp tác xã thì Hậu Giang là thực hiện được 13 cái hợp tác xã là trên cái chỉ tiêu là 16. Ngoài ra là Hậu Giang đã thực hiện là hỗ trợ được cho 48 hợp tác xã trong vùng dự án để thực hiện là các cái hoạt động về ba giảm ba tăng và nâng cấp cao hơn là 1,5 giảm. Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, dự án VNSAT không chỉ giải quyết được bài toán về vấn đề môi trường trong sản xuất lúa, mà còn nâng cao năng lực của các tổ chức nông dân, hợp tác xã, cải thiện sản xuất, tạo được hệ thống cơ sở vật chất cho các hợp tác xã, làm cơ sở tiếp cận được các doanh nghiệp trong quá trình xây dựng chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo bền vững. Tôi đề nghị là tiếp tục phải nhân rộng các mô hình. Đã tốt rồi thì ta phải làm tiếp tục đào tạo, tiếp tục nhân rộng các mô hình. Đây là những điểm sáng mà để cho một nền sản xuất lúa gạo càng ngày càng hiệu quả, càng ngày càng bền vững. Bởi vì báo cáo anh, đây là một cái ngành hàng chủ lực và không có cả thế giới người ta khẳng định rồi. Không có nơi nào mà cái ưu thế mà quan trọng của lúa gạo như đồng bằng sông Cửu Long. Tôi đề nghị là ta tiếp tục theo cái hướng nâng cao chất lượng, giảm giá thành để chúng ta tăng cạnh tranh và lợi nhuận cho nông dân cao hơn. Trong cái này thì đề nghị là dự án ta tiếp tục cái đó và cố gắng các địa phương cũng lồng ghép vào cái chương trình này trong những cái kế hoạch trung hạn ngoài dự án. Nhờ dự án VNSAT nên nhiều địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long có thêm nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu nền nông nghiệp. Bên cạnh đó còn giúp giảm tác động tiêu cực tới môi trường thông qua việc giảm lượng nước, giảm lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình canh tác. VNSAT không chỉ giúp đầu tư hạ tầng, thay đổi phương thức sản xuất mà còn đào tạo, tập huấn cho đội ngũ nhân lực tham gia dự án, nâng cao hiệu quả trong sản xuất lúa gạo. Từ kết quả thực tế thời gian qua, dự án VNSAT mang lại cho 8 địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long có thể thấy dự án đã được triển khai hiệu quả đúng với định nghĩa phát triển ngành hàng lúa gạo bền vững mà ngành nông nghiệp Việt Nam đang hướng đến.
Quan trọng hơn hết là tạo được đầu ra và nâng cao lợi nhuận cho nông dân. Qua đó, bà con nông dân cũng ý thức cao hơn đối với việc sản xuất lúa gạo. Phóng sự của chúng tôi đến đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.